ngày hôm nay nhà vườn em thảo xin chia sẻ đến tất cả anh chị một cái giống phi điệp rất là đẹp đó thì đợt trước tết đấy tức tết vừa rồi ấy, thì em có lấy về để em chia sẻ em vừa bán vừa chia sẻ và em quay lên cái mặt bông thì được nhiều anh chị em yêu mến quá thế nên là bây giờ em cũng chia sẻ giống cho các bác lấy về sưu tầm dành cho bác nào có sự đam mê thật sự về hoa lan mà chúng ta không phân biệt đó và đây là hàng nguồn gốc xuất xứ của nó là bên đài loan cây hoa của nó thì rất là đẹp em có thể sâu lên màn hình cho các bác xem là mặt hoa của nó đẹp. ạ đây cả nhà nhìn thấy khoảng Xinh vô cùng luôn Đó, nhiều mặt hoa đẹp lắm Chủ yếu lô này là năm cánh trắng và uh, mũi trắng với mũi hồng các bác nhá Đó, cũng có cây nó ám xanh Đó, đây đẹp chưa Cũng có ám xanh, em sẽ cho các bác xem một cái cây ám xanh này Nhưng mà nó chỉ xanh được khoảng tầm 2 ngày trước rồi hai ngày sau nó lại biến thiên thành màu trắng hết Đó, nói chung là trong lô này thì nhiều cây nó có phân thùy rất là đẹp Mũi trắng tinh luôn, đợt vừa rồi em Thảo cũng có chia sẻ các bác này Do em Thảo quay này đây có một cái chậu này nó chưa nở lắm đâu, anh anh nhìn Đấy, anh đây, nhìn mắt này. Mắt cây này mắt thì đẹp quá Đó, em đó. thảo bắt được đây ạ Đây này, đây cũng là cây nhà em nở này Đây nữa này, này Đó hôm nay nhà em thảo vừa mới Đây là toàn tổ. những cái chậu nhà em nở đó, đẹp chưa ạ đây. đây Nhiều chậu chưa Đó, những cái chậu đấy em thảo toàn bán giá trên 3 triệu đó các bác đó thì cây thực tế em thảo chia sẻ cho các bác là từ Tết đến giờ thì nó cũng là cây năm hai rồi các bác nhìn này nó đã mọc thêm cái mầm mới nên là cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao và cái dòng lá của nó chơi thân lá cũng vô cùng đẹp nói chung là dành cho các bác thật sự yêu hoa lan là chúng ta muốn sưu tầm năm cánh trắng mà không cần bỏ quá nhiều tiền thôi ạ. À. Em Thảo chia sẻ cho các bác với giá chỉ có là 300 000 một kg thôi ạ. À. Mua 2 kg em Thảo sẽ miễn phí ship. Đây là những cái ký thực tế của nó đây. em chia sẻ các bác là những cái ký năm 52 nhé các bác nhá. Đây là những cái ký năm 52 này cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao và tới này là cái đợt mùa hoa tới tức là ăn Tết xong là nó sẽ cho hoa cho các bác ngắm luôn. Đấy, mặt hoa thì rất là đẹp. Đó, em sẽ sâu lên màn hình cho các bác xem một lần nữa về mặt hoa nhé các bác nhá đẹp lắm. Em Thảo đợt vừa rồi em Thảo chia sẻ các bác là đều biết rồi. Và các bác mua ki của nhà em về á nở kích hoa ra nở rất là nhiều hoa đẹp nên là các bác mua về quay về rất là nhiều luôn đó. Đó là cây này là cây năm cái trắng Đài Loan của nhà em. Em Thảo chia sẻ giống cho các bác là 300 000 nghìn một ki. Đó thì hiện tại nhà nhà em Thảo cũng không có nhiều để chia sẻ cho các bác đâu. Nên là bác nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Còn nếu mà bác nào mà muốn mua nở hoa ấy, thì đợi em sau Tết. Nó nở hoa ấy, thì em Thảo sẽ chia sẻ giống cho các bác. Và hiện tại thì ở đây là cái cây nhà em Thảo chờ đợi hai tháng hơn là mới nở cho em đây đây có nhìn ạ đó nó là kỳ năm nhất các bác ơi nó là kỳ năm nhất nhưng mà nó thật sự rất là cố gắng để nó nở cho em một cái mật bông rất là đẹp này nếu mà nó khỏe nó nở một cái bông này xin chưa đó cây này em thảo đã được bắt đó cây này em thảo bán cho các cô chú anh chị là rất là cao tiền đó các bác đó thì nó là thân năm nhất có nhìn là thân năm nhất nhưng mà nó cố gắng lắm thì nó mới nở được một cái bông đẹp như thế này đấy có nhìn ạ cánh đẹp chưa ạ khuôn bông đến cái cánh đều xinh hết nhưng mà nó là cây năm nhất nên là nó không được đẹp lắm nó là cái 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 đầu hoa đầu tiên ấy này mũi của nó mũi trắng tinh luôn nhưng mà trên cái cựa của nó hơi chấm hồng một chút xíu đó lại là hơi nâu nâu một chút xíu thôi để mắt phấn thủy đẹp chưa đẹp xuất sắc nha các bác nhá đây đó nhiều bác bảo là có phải là họng hồng không không phải họng hồng nha các bác nhá họng hồng là cái mũi nó hồng thề lè luôn đây này còn có một cái trên thân luôn đó cây này còn có một cái trên thân luôn này đó cây này thì em tạo bạn đi rồi đó Cây này nở ra em Thảo bán được một triệu rưỡi đó các bác Đó các bác đã đặt hàng trước rồi cơ Đó à, Vì là trên em Thảo đang rất là Thời tiết rất là mát nên là Rất là nhiều cây phi điệp nhà em Thảo đang sổ này các bác ơi Nhìn thấy đẹp không ạ Đó rất là nhiều cây phi điệp nhà em đang nở siêu xinh luôn Siêu đẹp luôn Thì em Thảo có live stream vào lúc buổi tối đó em Thảo có live stream vào lúc buổi tối và lúc 8 giờ và lúc, lúc buổi chiều là 3 giờ Để em Thảo chia sẻ giống cho các bác Đó những cái giống cây phi điệp rất là đẹp của nhà em hiện tại đang có hoa nhé các bác nhỉ? nó bởi vì thời tiết em mát nên là mới còn thôi ạ và bây giờ em sẽ giới thiệu cả nhà một cái phi điệp khác đây này, này đó thì ngày hôm nay em lại chia sẻ đến cả nhà một cái uh, cây phi điệp rất là đẹp nữa chơi thân lá thì cực kỳ là mê luôn đó chính là cây phi điệp lá mít cổ đại đó lá mít cổ đại thì giờ tháng 9 tầm tháng 9 giờ lên lên mới chia sẻ giống đúng không ạ nhưng mà nhiều bác hỏi em thảo quá nên là em chia sẻ giống cho các bác mỗi một chậu của nó khoảng từ 6 cho đến 7 lá rất là xinh đó thì em sẽ nói qua về cho bác nào chưa biết đến cái dòng lá mít này lá mít cổ đại là một trong cái dòng nó sẽ tập trung phát triển chiều dài của lá đó, sau đây mới phát triển chiều ngang Chính vì vậy đây là một trong những cái cây phi điệp Bạn lá rất là to và rất là tròn và rất là đẹp ạ à. Nó là cây năm 2 Đó, thì uh, riêng trồng lá mít thì các bác cũng biết rồi Trồng cây năm nhất, năm 2 thì nó cũng chưa được mít lắm Nhưng mà đến sang năm 3 và năm 4 Khi mà nó ổn định chất dinh dưỡng rồi thì lá của nó mít cực kỳ đẹp luôn Đó, mít cực kỳ là xinh và xuất sắc đấy ạ Em Thảo chia sẻ kia cho các bác Đây là hàng ươm kỳ nhá Kỳ 52 Đó sang 53, Thì chắc là nó còn tròn đẹp hơn đó các bác Đó thì em Thảo bán chia sẻ cho các bác Nếu mà tháng 9 em bán ra khoảng tầm 30 cent Thì nó sẽ là 290 các ạ Nhưng bây giờ em Thảo chia sẻ giống cho các bác Đây em Thảo cũng không có nhiều Đó thì em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 một kỳ Bác nào mà yêu mến cho em Thảo 2 kỳ như này Em Thảo sẽ bao ship cho các bác là 340.000 nha các bác nha Nói chung là cây nó đẹp lắm luôn đây này Lá nó xinh lắm đó, thì à, có một số lá ấy, đây này nó có chấm chấm như này nó không có vấn đề gì đâu nha các bác nhá đó đây này đẹp chưa nó cho em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái cây nào nó có thể đẹp nhất có thể này xin cho xuất sắc luôn rồi cái dòng này thì không phải chê vào đâu được Lá mít của đại nhà em thì là một trong cái dòng chơi thân lá thì gọi là nhất luôn đó. Ngày trước là khoảng tầm 3 năm trước cây này á giá cao lắm các bác tầm một triệu rưỡi một kg luôn. Đó, nhưng bây giờ các bác các nhà vườn khác người ta có thể chia sẻ các bác những cái kỳ này như là người ta gán tên này, tên nọ vào là các bác mua là sẽ rơi khoảng tầm 300 cho đến 400, 500 nghìn một kg là chuyện bình thường. Đó thì em Thảo bán chia sẻ 170 nghìn một kg Đó thì kỳ này là kỳ hàng chuẩn, không phải là hàng hàng phân thuốc các thứ. Các bác phải nhìn từ gốc nó lên lên đến ngọn là các bác biết. Đó, đây là cây năm hai nên là cái 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 độ thích nghi môi trường nó vô cùng cao luôn vì các bác có thể uh, trồng là nó sẽ sống 100% đấy ạ đó và ngày hôm nay nhà em thảo có cái dòng hoa lan rất là đẹp đó chính là trầm lá biên À, riêng cái dòng trầm lá biên này thì các bác biết rồi là một trong những cái cây uh, trồng được rất nhiều anh chị em yêu mến đặc biệt là sưu tầm vào đợt uh, trước tết và đợt sau tết đúng không ạ bởi vì người ta có quan niệm là lá biên phát tài là một cái dòng lá thu hút may mắn và tài lộc về gia đình nên chính vì vậy trầm lá biên là một trong những cái dòng chơi lá chơi hoa đều đẹp hết nha các bác nhá đó thì em thảo bán chia sẻ cho các bác uh, nếu đối với các uh, trên thị trường thì các bác phải tìm hiểu về cái dòng này là người ta bán từ trăm rưỡi cho đến hai trăm nghìn một cái kỳ như này còn nếu mà khoảng hai năm trước thì chúng ta mua vào từ 400 cho đến 500 trăm nghìn một ký đó còn bây giờ các bác chạy theo hàng va nhiều quá rồi thì em thảo bán giá chia sẻ cho các bác những cái chậu này với giá rất là rẻ chỉ với giá là 90 mươi nghìn một chậu nếu mà các bác mua combo ba chậu em thảo bán hai trăm rưỡi đó hai trăm rưỡi này là nếu mà bác nào mà lấy hai combo với giá là 500 trăm nghìn thì em thảo sẽ miễn phí ship nha các bác nhá đó chầm lá biên phát tài thì em thảo cũng không có nhiều đó thì bác nào yêu thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nha các bác nhá Em Thảo hoa lan mới chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video Đó, người ta có câu là khi hoa lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi được không ạ? Đó, đây là những cái chậu mà em Thảo vừa mới lấy lên chậu cho các bác xem này Rất là xinh đúng không ạ? Đó, nhưng mà do là em Thảo livestream vào lúc 8 giờ tối thì rất là nhiều anh chị em đi làm ca đêm Hoặc là có đi chơi không có xem Thảo livestream được Thì có mong muốn là muốn em Thảo quay một lượt những cái dòng nhà em Thảo Thì em sẽ có dòng cánh bầu này đó, có hồng ánh sáng này đó, có những cây đang có sổ hoa này có hồng phấn này cây xém bệt này những cái cây ám những cái cây sáu uh, mắt đó em thảo sẽ quay lần lượt cho tất cả các anh chị à, chúng ta để có thể lựa chọn nhé đó đầu tiên thì cây có nụ là em thảo đang bán những cái cây mà cây uh, phi điệp cánh bầu đây đó những cái con cánh bầu là nụ của nó ngắn ngắn nhưng mà nhìn nó mập ú nu luôn này các bác nhìn ạ và riêng cái cây cánh bầu này là bản lá này cái lá của nó là dòng lá mít và đây là cái cái bản lá nó rất là cứng đó đây là dòng lá dày nha các bác nhá riêng cây cây cánh bầu là dòng lá dày này rất là đẹp em thảo đang bán tri ân tất cả các anh chị là bình thường em thảo bán là hai trăm ba nhưng mà bây giờ em thảo bán một trăm bảy mươi nghìn thôi đó một trăm bảy mươi nghìn một chậu một thân hoa và một mầm gốc lá mít đẹp như thế này đó em Thảo còn có 8 chậu thôi các bác ơi Nên là bác nào mà yêu thì chúng ta sưu tầm luôn ạ à. Cây cao từ 40 cho đến 50cm rồi Rất là đẹp đấy ạ Đó đầu tiên là cánh bầu 170 nghìn này Tiếp theo đây là cây phi điệp hồng búp bê của nhà em nha các bác nha Hồng búp bê này các bác nhìn đây ạ Đó khi nó nở rồi nó sẽ đẹp như này này các bác ơi Cánh bầu hồng búp bê này mọi người gọi là có Giống như kiểu hồng là gì nhỉ hồng ánh sáng em hay livestream ấy bởi vì khi nó nở ấy Như cái cánh của nó phai phai đi ấy nhìn nó bóng đó cánh sáp tép là đẹp luôn ấy đó con này em thảo bán những cái chậu cũng có một mầm như này Đây này các bác nhìn ạ đó một mầm đây em bán 200 trăm nghìn con hồng hồng búp bê các bác nhá đó em bán 200 trăm nghìn đó em bán 200 trăm nghìn hồng búp bê đó từ 1 đến 2 mầm đó đây bác nào yêu bác nào yêu thì chốt nha các bác nhá đây này đây cũng đang chuẩn bị nở nữa này đẹp lắm con này ấy con hồng búp bê này đó hồng búp bê này cũng lá mít luôn này các bác nhìn đây đó cũng có một mầm như thế em bán 200.000 nghìn hồng búp bê đó hồng búp bê đó mã số hồng búp bê này tiếp theo thì uh, riêng đối với cây gần bệt nha các bác nhá đấy nếu mà nay em cho cả nhà xem mà tự đánh giá xem nó có bệt không nhá trong mắt em là bệt rồi đó các bác nhìn đây này đây gọi là bệt rồi đúng không ạ đó đây cũng là bệt rồi này đấy các bác nhìn thấy chưa đây cũng là bệt đúng không ạ đó đây cũng là bệt em thảo có ba cây Em Thảo có ba cây bệt, có bốn cây bệt này Đó Đây, Cây này cũng là gọi là cây xém bệt thôi Bỏ ra thì ba cây bệt này Mỗi một cây bệt em Thảo bán cho tất cả các anh chị Với giá là định Em tính là bán 300 nghìn đó Nhưng mà thôi em tính các bác là 230 nghìn một cây bệt Đấy, những cái cây này các bác mua ở các nhà vườn khác là ít nhất là tiền Từ tiền là từ 500 trở lên đấy ạ Nhưng mà em Thảo bán cho các bác là có 200 hơn thôi Đấy, đây Đinh sinh chậm Em có 3 cây thôi nha các bác nha, em chỉ có 3 cây duy nhất này thôi. Đó, mỗi một cây cũng có một mầm gốc. Đó, một hai mầm gốc. Em bán 230 000 một cây bệt nha các bác nhá. Đó, một cây bệt em có 3 cây này. Đấy. Tiếp theo em cây hồng phấn. Hồng phấn thì em thảo bán là 230 000 nha các bác nha, hồng phấn đây. Màu hồng phấn này các bác nhìn đã. Đó rất là bay và rất là đẹp, nói chung là cây này hoa hơi giống với người đẹp trung hoa hay là gì gì đó này em em thấy hoa nó đẹp quá nhưng mà màu hồng phấn đẹp cánh của nó gần gần với gì giống như kiểu hồng mỹ nhân đấy các bác mắt trâu rất là đẹp môi tuyết xinh xắn đó mỗi một chậu gồm có như này em tính các bác chậu từ hai mầm trở lên đó cứ tính từ mầm thôi nha các bác nhá bây giờ có hoa trên thân rồi đó phải có hoa trên thân rồi chỉ tính mầm thôi các bác ơi tính mầm làm giống thôi đó nếu mà cây một mầm thì em tính các bác 200 Còn cây hai mầm tính các bác 230 các bác muốn lấy cây bao nhiêu mầm cũng được nói chung là hồng phấn của nhà em này một hai ba đấy có có mấy chậu không à em có mấy chậu hồng phấn này đó hai trăm ba một cây hồng phấn nha các bác nhá đấy tiếp theo là cây phi điệp sáu mắt đấy sáu mắt xinh sáu ừ, mắt xinh mỗi cây đẹp một kiểu thì sáu mắt nhà em thảo có nhiều 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 kiểu sáu mắt lắm các bác ơi đó đây Sáu mắt này lại có một cái vệt giữa này Sáu mắt mỗi chậu một mầm như này Em Thảo bán cho các bác là 200 nghìn một chậu Sáu mắt nha các bác nhá Đó đây này lại còn sáu mắt này Đây mỗi cây một đẹp một kiểu Đó các bác nhìn thấy đó Mỗi bông một đẹp một kiểu không ạ Đấy không có bông nào nó giống bông nào hết các bác ạ Hiện tại sáu mắt của em chỉ còn có chậu một mầm thôi Một mầm Đó một mầm này Một đến hai mầm đó, em bán 200 000 nếu mà chậu mà nó có hai thân như này, em thảo bán cho các bác 230 nha các bác nhé có hai thân. Thì uh, các bác có thể kết bạn Zalo em sẽ chụp hình cây của các bác mua với em nhé Hoặc là xem em thảo livestream vào lúc 8 giờ tối. Đó và dạo này thì em thảo cũng có live chiều vào lúc ba uh, uh, 3 giờ chiều là em bắt đầu livestream này. Tiếp theo đây là những con phi điệp uh, cánh sát này. Ừ. Cánh sát này giống như kiểu cây chớp ấy các bác ơi, như kiểu cây chớp ấy. Đó con cánh sát này thì em thảo bán như con cánh sát đẹp như này. Đây. Đó, em thảo bán cho tất cả các anh chị những con cánh sáp màu hồng kiểu giống hồng chớp ấy. Là em thảo bán là 200 000 một chậu, một mầm đang có một thân như này. Đó, cánh sáp nhé con nhé. Đó. Đây tiếp theo là video hồng cánh bầu này. Đó, những con cánh bầu của nhà em. Đó, cánh bầu bĩnh rất là đẹp, em thảo bán những cái chậu một mầm như này là một thân này, em bán 200 000 Đó, rất là đẹp. Đó, đây. Xinh lắm cánh bầu. Em đang bắt mà. Em đang bắt cánh bầu đẹp lắm. Này, cánh bầu toàn là cánh sáp nhé con nhé. Đó cánh bầu là cánh sáp hết. Đó tất cả các cây cánh bầu nhà em là đều là cánh sáp hết nên là nở hoa rất là bền luôn. Đó. Anh chị em nào mà chúng ta muốn chơi hoa bền là chúng ta mua con cánh sáp này. Đấy dày dặn lắm. bác nào chưa biết hoa hồng búp bê đây này, này, hồng búp bê hôm nay sổ một chậu này đẹp chưa? Đó, hồng búp bê hồng vô cùng đẹp luôn. Nói chung là con hồng búp bê nhà em thảo không có nhiều đâu. Nhưng có mấy mã đấy thì bác nào mà lấy thì chúng ta sưu tầm. Đây tiếp theo em có lên chậu một vài mã thì em sẽ bán. Thì bác nào mà muốn lấy mã nào thì chúng ta có thể lấy nhá. Đó, mã đầu tiên đây là mã số A2. Đó, mã số A2 cây mắt đỏ này. Đó, con hồng mắt đỏ này sắp sắp tàn hoa rồi. Nhưng mà cũng là xém bệt đấy các bác nhìn này, con này mà cố được cho em một tí nữa là bán được được tiền cao này. Đó, đẹp chưa? Con mắt đỏ này như cái đèn pha luôn nha chung là con này là xém bệt rất là đẹp nhá Con này các bác mua các nhà vườn lớn mà con cái mắt mắt to đẹp này thì cũng mua ít nhất từ 500 nghìn đó Em thảo bán này là con lá mít nhá các bác ở đây này cả cả lá nó cũng mít này Mã số A2 Mã số A2 em thảo bán 200 nghìn nha các bác nhá, nhá. Mà A2 này em gửi cho các bác thì về các bác vẫn thấy hoa nhưng mà nó sắp tàn này này Nhưng nó đẹp lắm, nói chung cây này đẹp Tiếp theo mã số A3 này Mã số A3 chậu này em bán 230 nghìn này Đó đây là một con phi điệp cánh bầu này đó cánh bầu sáp này rất là đẹp nha. Đó. Cái này có 3 mồm gốc luôn, làng mít luôn này. Đó, em thảo bán mã A3 này em bán là 230 000 nha mà A3 này. Đó. Tiếp theo mã số A4. Mã số A4 này, đẹp chưa các bác ơi, mắt đẹp chưa? Đó, con này giống như kiểu giống như con sáu mắt ấy gọi là sáu mắt nhưng mà mắt của nó bé. Đó. đó con con sáu mắt ngủ đây các bác ơi nhìn gọi là sáu mắt nó đang ngủ đây này. Đó, mắt của nó không được to lắm nhưng mà cây này đó nói chung là em bảo rồi mỗi con nó nhà em là đẹp một kiểu luôn Đó bác nào yêu con uh, sáu mắt bé này gọi là con mã sáu mắt buồn ngủ đây Đó em thảo bán chậu này xem nào 1, 2, 3 có 5 mầm gốc luôn, 6 mầm gốc luôn các bác ơi cây này Em thảo bán là 230 nghìn nha các bác nhá Mã số này mã số A4 này Tiếp theo mã số A5 Mã số A5 con này này Con này là môi của nó là môi tròn nha các bác nhá Riêng cái dòng môi tròn này nhà em không có nhiều đó môi tròn này thì uh, vẫn còn đang có hai hoa nữa này đó, hồng nha con nhá cánh hồng rất là bay nha con nhá Đó, con hồng này em thảo bán cho các bác là 200 000 Đây là mã số A5 này Đó, mã số A6 Mã số A6 con này xém bệt này các bác nhìn này Còn là bệt chưa các bác xuất sắc chưa Đó, cũng là con hồng Đó, con này em bán 200 000 nữa là mã A7 này Đó Mã A7 em bán 200 000 nha các bác nhá Đó, tiếp theo mã A8 Mã A8 em bán 230 con hồng này Con hồng mắt đỏ này Đây riêng cái con hồng mắt đỏ nhìn này sinh trạng mặt hoa rất đẹp nhá đó em má hồng luôn cây này có ba mầm gốc này có ba mầm gốc ở đây nó có bị lỗi một chút xíu đây này khô hết rồi không sao em thảo bán chậu này có ba cái mầm này rất là đẹp này đó má này là má số a 8 này má số a 8 em bán là 200 đi đó má số a 9 một con hồng cánh bầu sinh trạng đó con là con cánh sáp luôn rất đẹp này các bác nhìn này Đấy, xinh chặt thơm lắm Bây giờ đang ngửi nước hết cả mũi luôn các bác Đó, con em Thảo bán cho các bác là mã số A9 Mã số A9 này em bán cho các bác 200 nữa này Đó, tiếp theo mã số A10 và mã số A11 của bán 200 nghìn luôn Đó, toàn những cây phi điệp hồng mắt đỏ rất đẹp này Con nhìn này, con mắt đỏ này Xinh chưa Đó, con bên này cũng là con mắt đỏ Đấy, hai con này Thì em Thảo bán cho các bác con này đi Là con mã số A10 này Mã số A10 em bán 200 nghìn đó còn con a 11 này thì nó bị lỗi một thân rồi lỗi một thân này em bán cho các bác là à, một trăm rưỡi đi đó con mắt đỏ này một trăm rưỡi nó có hai thân chứ này này các bác nhìn có một gốc đây nhưng mà cái thân bên này nó giống như kiểu nó bị gãy ý. đó thì em thảo bán các bác một trăm rưỡi lên sưu tầm đó thì à, cả nhà có thể xem thảo live trực tiếp cũng được nhà em có nhiều mặt hàng lắm đó và tiếp theo này nhà em có những con hồng những con mít này có mít su nha các bác nhá, con mít đồng su đây ạ đó em vừa mới lên chậu cho mọi người xong đây đó những con mít su này thì à, em thảo bán cho tất cả các bác những cái cây như này đó hiện tại thì em thảo đang bắt sổ rất là nhiều cây đó thì à, cứ đến khi nào nở thì em mới bán thôi các bác ơi khi nào nó nở thì em thảo sẽ bán cho cả nhà đó ngoài ra thì nhà em thảo còn có rất là nhiều mặt hàng khác nữa này wow sân chưa có nhìn thấy đẹp không ạ mỗi cây đẹp một kiểu đó, mỗi cây đẹp một kiểu Các bác cứ xem thảo livestream đi Mỗi ngày em lên một cái mặt hoa nó khác nhau hoàn toàn Nó cũng là hồng các bác nha Nó cũng có hồng nhưng nó có một cái điểm khác nhau Đó, nên là à, Đây, em em vừa mới giới thiệu mít mà em lại, lại, lươn khơn đi đâu rồi Đây, những con mít này Mít có là mít đồng xu luôn nha con nhá Đó, cái mít này em thảo bán cho các bác là 170.000 Đó, 170.000 này Đấy, các bác nhìn đấy ạ đẹp lắm. Những con mít này về các bác chăm sóc thì các bác không cho ăn phân, các bác không tưới phân uh, kích thích uh, bón lá đâu nhé các bác nhá. Để nó lớn tự nhiên và chúng ta chỉ bón phân uh, phân bón lá của Nhật thôi thì lá của nó rất là tròn, rất là đẹp. Đây, đẹp chưa các bác ơi? Đẹp lắm. Đó, mít đồng xu này. Đây. Đó, những con lá mít này em thảo bán cho tất cả các anh chị là 170 000 một chậu. Đấy, 170 000 một chậu như này em này em đang lên chậu cho các bác rồi. 170 000 một chậu hàng ươm năm 52 nhé các bác nhá. Các bác mua những cái cây này ít nhất từ trên 300 000 trở lên em đảm bảo với mọi người chúng ta mua các nhà vườn khác nhá. Đó nhưng mà nhà vườn của em là đây, đây là nhà em ươm lên nên là em bán cho các bác giá rẻ thôi đây này. Đó. Em bán cho các bác là với giá rất là rẻ, 170 000 mua hai cốc em miễn phí ship luôn nhá. Đấy, đây này, có bằng này cây. Đó, em xin cảm ơn cả nhà mình nhá. Và tiếp theo thì em Thảo sẽ À, giới thiệu cho cả nhà những cái cây khác này đó rất là nhiều những cây phi điệp khác nữa thì à, em sẽ giới thiệu cho các bác luôn đó đây là những cái cây trâu như của nhà em này các bác nhìn này những con trâu như đó một cặp trâu như đẹp như này thì à, em sẽ bán cho tất cả các anh chị từ hai ba mầm trở lên là với giá một cặp là 200 trăm nghìn nhá các nhá một cặp trâu như này một cặp trâu như thân đỏ là 200 trăm nghìn này đó ở bên này có lộc bắc này đó có lộc bắc đây những con lộc bắc của nhà em cũng bán 200 trăm nghìn hai cây đó 200 000 hai cây nhá. Lộc Bắc này. Đó có thác bay, có ma bó. Đó trong lô này em có hết này. Đó cây cây Lộc Bắc rừng này. Đó đây này. Đó đây là những cân ma bó cho các bác nhá, em cùng bán cho các bác. Ở trong khu này em có ma bó này, Lộc Bắc này. Châu Như này. Cả Hồng Minh Châu nữa luôn đó, Hồng Minh Châu và Hồng Yên Thủy. Đây này cây Hồng Minh Châu này. Em có ghi vào đây cốc vào hết này. Nhà hôm vừa rồi là em dọn vườn nên là mọi người đã đây này, nếu con dọn, em coi, coi, dọn vườn thì là mọi người đã đã xếp lẫn lộn với nhau hết em bán 200 trăm nghìn một cặp nó cây rất là đẹp rồi. và tiếp theo thì bên này là năm cái trắng đài loan phải nói thật sự là năm cái trắng đài loan nhà em từ đợt vừa rồi em thảo bán ấy là được rất là nhiều anh chị em yêu mến rồi, và cái đợt mà em bán đang có hoa ấy thì là Em bán cho tất cả các anh chị là một cái kia nó bé tí Cái mầm của nó chỉ cao bằng này thôi các bác Em bán 300 nghìn nhưng bây giờ em đã chăm sóc nó dài như này rồi Em vẫn bán cho các bác 300 nghìn thôi Đấy Đây hàng ươm kia của nhà em nhá Đó hàng mặt hoa thì nó đẹp lắm Mặt hoa của cây nó rất là đẹp Thật sự luôn Đó em bán 300 nghìn một cây Đó Xóa ừ, mắt nợ này Đẹp không ạ Đó Tiếp theo bên trong này là cây phi điệp thân thủ nha các bác nhà Cây phi điệp thân thủ hòa bình này đây, phi thân thủ có chậu uh, cũng đang có nụ rồi các bác ơi. Thân thủ em thảo bán 200 000 nghìn Nếu mà các bác mua chậu một mầm em tính các bác 170 này. Đó, thân thủ đây thân thủ hòa bình các bác nhé Đây, thân thủ hòa bình này 200 000 nghìn một chậu như này các bác ơi. Đó, thân thủ hòa bình nhá, đây. 1 2 3 4 5 em có khoảng tầm 10 chậu đang hai mầm. Đây là cái thân thủ hòa bình Ố, oh, Trong có một cái cây nó vừa mới sổ này. Wow, đẹp thế. Đó hôm qua mọi người xách uh, vào đây đây xinh thế. Đó cây này Đó tiếp theo em có cây phi điềm thân thủ ngọc đan này Mới bắt đầu chuẩn bị có hoa luôn á đó. đó riêng cây thân thủ ngọc đan thì à, một chậu một mầm như này mới bắt đầu bật mầm thôi các bác ơi đây này nó mới bắt đầu chuẩn bị đang còn chưa dụng lá phải thật sự những cái cây rất là khỏe như thế này thì nó mới vừa mới nở hoa này và vừa mới à, vừa mới nở hoa mà nó vừa lớn được như này đó thân thủ ngọc đan này cao chưa cao khoảng 50 60 cm rồi đó thân thủ ngọc đan thì em thảo bán các bác là 200.000 một chậu sinh tươi như thế này đây đang chuẩn bị có hoa Về các bác xem hoa là vừa Đây Đây bán 200 nghìn một chậu cao giáo đẹp gái như này Đó thân thủ ngọc đan nhé các bác nhà Đang dụng lá cho hoa thôi Không có vấn đề gì hết Đấy Nó bắt đầu đang chuẩn bị hoa bé tí xíu này các bác nhìn này Đó thân thủ hòa bình thân thủ ngọc đan em có Nó có cái hồng cánh sen này Đó con hồng cánh sen nhà em là giống như màu tím Huế ấy, các bác Hồng cánh sen này, em thảo bán các bác Về à, Với giá rất là rẻ thôi Đó em bán là 150 một cây okay, hồng cánh sen các bác nào muốn lấy cây hồng cánh sen được. Đó những con này đẹp thế này này xinh lắm đó đây những con sáu mắt này mỗi cây sáu mắt này em bảo con sáu mắt không con nào giống nhau con nào luôn đó không con nào giống con nào luôn có nhìn đây này không con nào giống con nào luôn còn đây là cây hàng nam cánh trắng lai với cây nam uh, cánh trắng phú thọ lai với cây sáu mắt này đó sáu mắt chớp đây thì em thảo bán cho các bác là một trăm rưỡi một chậu đang có nụ đó bác nào lấy thì chúng ta sưu tầm còn không thì em cứ để nó nở hoa rồi em bán cây này sắp nở rồi này nụ to chưa Nụ to thao láo luôn này Đó mấy cây này sắp nở luôn Đó Bác nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp với số điện thoại của em là 0965 495087 nhá Và ngoài ra thì nhà em Thảo còn có hàng rừng đây Các bác ơi hàng rừng rất là nhiều Có cả kiến rừng hàng đang hoa này Ví dụ như đây cây cây ám hòa bình của nhà em này trước Mua vào 10 triệu đấy các bác Khoảng 3 năm trước mua đắt tiền lắm Bây giờ các bác chơi hàng va hết rồi Chẳng có ai chơi nữa đây Đó Em Thảo bán cho các bác những con kiến này đây Cho con kiến hàng rừng ở trên này Em bán từ 300 cho đến 500 nghìn một con kiến này Con kiến đang chưa có hoa Đó à, Đây bên này trên này này Con kiến bên này đó, bây giờ em sẽ quay hàng khác. Xin tri ân và chia sẻ đến tất cả các anh chị những chậu cây phi điệp rất là đẹp. Đó, ở trên đây em Thảo sẽ lựa ra để em làm theo combo để cô chú chị dễ dàng đặt hơn nhá Giống như là một món quà em cảm ơn cả nhà mình trong thời gian vừa qua đã ủng hộ gia đình em Thảo ở trên Lạng Sơn nhá Đó thì bình thường những cái chậu như là chậu hồng yên thủy đẹp như này Em Thảo bán cho các anh chị với giá là 250 đúng không ạ Ngày hôm nay khi mà cô chú anh chị mua từ 3 cây như thế này theo combo em sẽ bán cho cả nhà với giá siêu mềm luôn nhá 295.000 và em Thảo sẽ miễn phí ship và tất cả các cây gia đình em thảo ngày hôm nay tri ân thì đều là dòng cây năm hai nên là cái độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là cao ạ à. anh chị em mới tập chơi hoặc là đã chơi lâu năm thì chúng ta đều có thể thuần được và tiếp nữa đó chính là cây đang trong quá trình đi ngọn nên là cái á, đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển nên là mùa hoa tới chúng ta sẽ được ngắm hoa bói luôn. Đó mỗi một chậu của nó là cao khoảng tầm 15 20 cm các bác nhá. Có cây nó sẽ cao hơn thì em Thảo sẽ cố gắng lựa cho tất cả các anh chị những cái cây nào đẹp nhất có thể nhá. Đó combo thì anh chị em có thể lấy theo combo hoặc là lấy theo cây theo ý thích cũng được. Cứ 3 cây em Thảo bán 295 000 nghìn Đó đầu tiên là combo may mắn gồm hồn có hồng Yên Thủy này, hồng Minh Châu và hồng Mỹ Nhân. Đó đó, đây là cây uh, hồng Minh Châu của nhà em này. Các bác nhìn ạ, cây hồng Minh Châu mặt hoa mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo đây là cây hồng Yên Thủy trong combo may mắn rất là đẹp này. Đó, cũng đang đi ngọn rất là xinh. Và cuối cùng là cây hồng Mỹ Nhân. Đó, cây hồng Mỹ Nhân rất là xinh đúng không ạ? Cây này mặt hoa mẹ cũng rất là đẹp luôn Combo 3 cây này Đây em đặt xuống như này cho các bác xem này Em bán là 295 nghìn Tiếp theo đây là sang đây là combo như ý này Combo như ý thì sẽ gồm có hồng á hậu này các bác ơi Hồng á hậu này Mặt hoa mẹ rất là đẹp đúng không ạ Tiếp theo là cây hồng xòe này Đó cây hồng xòe Cây 252 đang đi ngọn rất là khỏe luôn Đây này đây này, đang đi ngọn rất là khỏe Tiếp theo, cuối cùng là cây hồng bồng lai này hồng bồng lai trong combo như ý 295 000 nghìn đó nếu mà mua lẻ em thảo bán là 150 000 một chậu đi ạ đấy tiếp theo cuối cùng cây combo này là combo cắt tường này combo cắt tường gồm có hồng nhật hà này phi điệp gái nhảy và ma bó anh chị em nào muốn xem cây trực tiếp thì có thể là xem em thảo livestream hàng ngày vào lúc 8 giờ 30 phút nhá đó đây ạ combo này gồm có hồng nhật hạ này cả nhà nhìn ạ cây của nó cũng cao khoảng 10 15 cm à, tầm 10 15 cm có hơn một chút nhưng là em sẽ tính tính sơ sơ như thế. Đây ví dụ như chọn này xem nào. Đây này, tầm 15 cm này. Đó. Bên này là phi điệp gái nhảy này. Đó. Và cuối cùng bên này là phi điệp ma bó. Combo 3 chậu này rất là xinh. Em thảo bán cho cả nhà là combo cắt tường là 295 000 nghìn đó và cuối cùng bên này là cây nù đây cả nhà ơi đó mập ú nu luôn gồm có là nù tam bố này nù hòa bình và nù ta ly đây cả nhà nhìn cây xinh chưa ạ Đấy, xinh lắm những cái cây này Hiện tại cũng là cây năm 2 và đang đi ngọn Mình cho nó thân núi, cái thân của nó mập lắm Cái mầm gốc nó lên rất là mập, ú nu luôn Đó, thân của nó cũng cao khoảng 10-15cm đó, em vừa mới giới thiệu qua thì anh chị em có thể lấy theo cây theo ý thích của mình theo combo này cũng được, còn không là chúng ta có thể lấy theo combo em thảo đã đặt sẵn để cả nhà có thể dễ dàng đặt hơn nhá. Đó, và đây là toàn bộ những cây em thảo vừa mới lựa ra đây ạ. Đó có rất là nhiều cây, nhưng mà vì vì là em thảo mà lựa ra một lần là em cứ quay đi quay về thì cả nhà sẽ rất là đau mắt nên là em có làm một chỗ và em vừa mới quay cho cả nhà rồi. Đó, anh chị em nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em hoặc là nhắn tin vào số điện thoại của em có ghi ở trên tiêu đề.